Xin chào các bạn nhé. Hôm nay cuối tuần mấy mẹ con mình sẽ đi uống cà phê Cá Coi nhé. Cái quán cà phê Cá Coi này là ở đường Dương Văn Dương, cũng gần nhà mình nhé. Bây giờ mình đến nơi này, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong quán nhé. Không gian quán ở đây thì rất đẹp nhưng mà quán hơi vắng đấy các bạn. Rộng rãi, thoáng mát, có cây xanh, có khu vui chơi của trẻ em luôn nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong quán để kiếm chỗ ngồi. Và mình sẽ quay không gian quán cho các bạn cùng xem nhé. Đây là không gian quán, bên kia có mấy cái cây cổ thụ rất to. Đây là có khu gắp gấu bông của trẻ em nhé. Nếu như mà mình muốn chơi thì muốn gắp thì có thể bỏ tiền vào nhé. Phía bên này là cái hẻm đường của Dương Văn Dương đó các bạn. Đây là đường Đỗ Công Tường nhé, sang bên hông này đường Đỗ Công Tường. Bây giờ mình sẽ vào kiếm chỗ ngồi trước nhé các bạn. Cái đường đi được trang trí rất đẹp. Mình đã đến đây một lần rồi nhé các bạn. Lần này là mình đi với con mình nhé. Con muốn Đây là à. mình đi đến cái mình sẽ chọn cái chỗ này để ngồi. Cái chỗ này là nó gần mấy cái cây cổ thụ này các bạn. Bây giờ mình sẽ ra mua ít thức ăn cho cá nhé. Để ra đây để cho cá ăn nha các bạn. Đi vào kia mua đồ cho cá ăn á. Bây giờ mình sẽ mua thức ăn cho cá nhé các bạn. 5k một gói này. Mình sẽ mua 10 gói nhé. Bây giờ mình đã mua xong rồi thì mình sẽ đi ra chỗ ngồi để cho mấy bé cho cá ăn nhé các bạn. Đây mình chọn cái chỗ này là nhìn ra ngoài đường có mấy cây cổ thụ mát ấy. Nên mình sẽ ngồi đây. Bây giờ con mình sẽ cho cá ăn để trải nghiệm nhé. Hôm nay cá nó no, các bạn thấy bụng nó căng ra nên là cho ăn nó cũng không Em bỏ ới tay hời ra gì luôn. chết cho nhiều lên thì nó mới tới. Đưa lên mẹ con kê đồ ăn luôn rồi. Có con em thấy xin mấy con này thấy đẹp nhất không? Cái con là có màu đen màu à? Con tám không nó con vậy nếu mà to thế này nghe sao con cá nhỏ
Ngồi nhắc có Nhất cái phần là nó nó đó là không lớn mấy thôi, có cái này nước nè, nó mất hết rồi. hãy cố Bây giờ này qua đây hết rồi, nghe là có gì không để cái tay đấy nó rỉa tay luôn ý, hiểu chưa? thật hả? Sao chị được rồi? Có để nãy giờ con đứng Ăn đến rồi có nói thì để xem hả. rồi Con nó chẳng lên là gì rồi, quá ngày không ra đồ ăn lâu á. Bố đi chơi mà đang ăn cũng cần lâu ngồi lại bên nước nè, mình Em cũng biết gà cũng không biết nữa, em cả nước làm mít anh biết đây ăn gì rồi. Ông nói đó Sau bao qua đây thời gian luôn đấy chờ đợi hả thì bây cô giờ bảo nước của nhà mình đã ra, mình có gọi hai ly sinh tố bơ kem nhé, và một ly chanh dây với một ly soda. bây giờ cho ăn nó lên nhiều hả? Giờ mình sẽ uống nước Con và ngắm cá ăn koi và cho cá koi ăn nhé các bạn. Mời các bạn cùng ngắm cá koi với mẹ con nhà mình nhé. Cho ăn thêm gì? Đâu mà? Người ta bảo ta đến chỗ mình đổi hàng rồi. Ủa phải không? Mình đã là tối Sao đi cái thôi, nhìn mình biết đẹp được cả đấy. cái năng chiếu hơn Bỏ múc nè, những cái càng. rồi múc Đấy, lên có ăn đi, vẻ. múc hẳn lên đi. Tức là người ta đổi. Sau bao thời gian chờ đợi thì Ăn đồ đi, ăn cô gọi cái gì đấy? vặt của nhà mình cũng đã Thì ra. chỗ Ở đây cái gì đây? là nếu như các bạn đến Hai đây cái mà là ổn. order đồ ăn là hơi lâu nhé. Nhiều. Nhưng mà đồ ăn thì khá là ngon đó các Có bạn. Mỗi tội là cái công chờ đợi nó lâu ấy. Trong cái lúc chờ đợi lâu thì mình có thể ngắm cá koi và mua thức ăn cho cá ăn để thư giãn giải trí nhé các bạn.
Bây giờ gia đình mình sẽ đi về nhé. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.